Em vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, anh đang ở đâu? Cái gì? Mua đồ tặng ư? Em quên mất. Được rồi, em biết phải mua gì rồi. Em cúp máy nhé. Bao nhiêu đấy? 50 tệ. Sao đắt thế? Bớt một chút đi, héo cả rồi. Chỗ này thì 10 tệ hai bó. 10 tệ à? Được, vậy tôi chọn hai bó. Được. Đừng mua hoa. Đừng mua nữa. Đẹp không? Không cần mua hoa đâu. Mua hoa làm gì? Không mua nữa. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Không sao. Nhưng mà em... Đẹp không? Em chắc chắn muốn ăn mặc thế này à? Không được sao? Vì mẹ anh trước làm văn phòng cơ quan nhà nước nên ít nhiều bà có hơi... Em mặc thế này, em đã chọn mặc bộ đẹp nhất của em đấy. Bộ này dày dặn, không trễ ngực, không hở lưng. Đến cái này mà mẹ anh cũng không chấp nhận nổi thì chúng ta còn kết hôn cái gì? Thôi thì tùy anh đấy. Hoặc đi gặp mẹ anh thế này, hoặc là không gặp nữa. Chuyện này cũng giống như mua hoa quả ấy. Rõ ràng là kiwi tứ xuyên trồng, sao phải giả vờ là kiwi New Zealand? Để tránh sau này bị phát hiện ra thì thà bây giờ cứ gõ ra xuất xứ, hàng thật giá thật, tùy anh đấy. Có gì mà phải nghĩ? Vừa rồi vấn đề là do anh. Anh nghĩ mẹ anh sẽ không suy xét cái đó đâu. Mẹ anh làm văn phòng nhà nước, chắc chắn bà có thể nhìn thấu hiện tượng, tìm ra bản chất. Anh suy nghĩ quá nhiều đấy thôi, thật quá đáng. Anh phải tự phê bình mới được. Đi thôi. Thế này được chưa? Ăn mặc phù hợp chưa? Quá hợp rồi. Mẹ anh có chấp nhận được không? Chắc chắn là chấp nhận. Đã theo yêu cầu của anh lại còn kén chọn, em không đi nữa. Thôi thôi, đại mỹ nhân. Anh bảo này, em cứ đi trước. Đến kia thì rẽ trái, có một cửa hàng tiện lợi. Em đứng đợi anh ở đó, anh sẽ tới ngay, được không? Anh đi đâu đấy? Anh sẽ quay lại ngay. Đi đi. Anh nhanh lên đấy nhé. Được. Lát nữa anh xách đồ. Nhưng cứ nói với mẹ anh là em mua nhé. Chúng mình đừng nói lộ ra. Sao? Coi thường em không mua nổi à? Tiền của anh cũng là tiền của em mà. Lại tụt xuống rồi. Thơm một cái nào. Đi nào. Thở dài cái gì? Em không đi nữa. Vậy thơm một cái nhé. Anh mà yêu cầu nhiều, em mặc kệ anh đấy. Nghe rõ chưa? Mời em vào. Mẹ ơi. Mẹ anh không có nhà. Không đâu. Mẹ ơi. Không có nhà thật. Nhà anh rộng quá nhỉ. 220 mét. Phòng anh ở đâu? Đi thẳng là tới. Đi dép vào. Được không? Rộng hơn phòng em nhiều. Anh còn biết chơi piano cơ à? Không, mẹ anh. Mẹ anh thường chơi. 5-6 năm chơi một lần. Đánh mấy bài kiểu Ngôi Sao Nhỏ hay Em Yêu Thiên An Môn ở Bắc Kinh ấy. Sao lại còn kiếm đâu ra bình hoa này nữa? Bình hoa chắc chắn là để cắm hoa rồi. Hoa ư? Bà không biết con trai mình bị dị ứng phấn hoa sao? Ôi mẹ tôi, em xem. Vì đón con dâu mà đến mạng con trai cũng không nghĩ đến nữa sao? Anh hiểu rồi. Thực ra ý mẹ anh là nhắc nhở anh nhất định đừng cưới một cái bình hoa về nhà. Nói ai là bình hoa hả? Em bỏ chai rượu xuống. Em đừng đập chai nhé. Anh nói bình hoa là có ý khen em đẹp. Thế mà là khen à? Em đây gọi là tài sắc vẹn toàn. Tài sắc vô cùng vẹn toàn. Chụp đẹp vào nhé.
Em xem nào. Tài sắc vẹn toàn quá. Anh dám lừa em hả? Muốn chết à? Anh tài sắc vẹn toàn không được sao? Anh dám lừa em phải không? Mẹ. Đây là Hạ Băng ạ. Mẹ anh. Cháu chào bác. Đây là bạn gái con à? Vâng. Bình thường cháu không đeo kính à? Thỉnh thoảng cô ấy mới đeo. Mẹ đi đâu đấy? Mua chút à? Mẹ xuống dưới mua ít chút. Tô Đông Pha từng nói, bữa cơm có thể không có thịt, nhưng nhà không thể không có chút. Không thịt khiến người ta gầy, không chút khiến người thành thô tục. Vì thế nhà bác thường xuyên cắm chút. Có thường xuyên lắm đâu. Đây là Hạ Băng mua tặng mẹ. Cảm ơn cháu. Mong là bác thích ạ. Cháu ngồi đi, mời cháu ngồi, em mau ngồi đi. Cháu ngồi nhá. Em ngồi đi. Thực ra hôm nay trời không nóng như mình nghĩ. Nóng chết đi được ấy ạ. Con mặc thế này mà còn thấy nóng. Cô ấy còn sợ nóng hơn con. Có nóng đến mấy, đi ra ngoài cũng phải mặc quần. Cháu có mặc đấy chứ. Bố cháu bảo cơ thể cháu nóng, nhiều mồ hôi, phải mặc thoáng mát. Để mồ hôi thấm ngược vào dễ sinh bệnh. Bố cháu là bác sĩ đông y à? Mẹ không biết chứ, bố cô ấy kiến thức rộng lắm. Bố cô ấy đọc rất nhiều sách về đông y. Cũng không uyên thâm đến thế. Hạ Băng ăn quýt cũng kỹ tính nhỉ. Thực ra cháu không kỹ tính lắm đâu ạ. Cháu chỉ không thích ăn những thứ đắng thôi. Vậy chuyển sang ăn nho đi, được không? Dạ, không cần đâu ạ. Cháu ăn quýt, ăn nho còn phiền phức hơn. Cô ấy thật hiểu chuyện. Biết nhà ta dòng dõi thư hương, nên công việc của cô ấy cũng liên quan đến sách đấy, đúng không? Bác nghe nói cháu làm việc ở tòa soạn. Cụ thể là công việc gì vậy? Chúng cháu là tạp chí Người Đẹp, nói về làm đẹp, giảm cân, giảm trí, chuyện bên lề. Tạp chí Người Đẹp, nhưng cũng không hẳn chỉ về giải trí và tán chuyện. Nó còn đề cập các phương diện như là gia đình, cuộc sống, điều tra xã hội. Mấy chuyên mục đó hay lắm. Điều tra xã hội gì đâu, toàn là do biên tập bịa ra đấy. Nói vậy là cháu vẫn chưa phải là biên tập, cháu hiện là lễ tân. Công việc của cô ấy nhàn hơn biên tập viên hay nhân viên kinh doanh nhiều, không bận đến mức bỏ bê gia đình. Mẹ biết, lễ tân tức là làm các công việc tiếp đón. Thực ra cũng chẳng đến mức tiếp đón, chỉ là đi ra đi vào, thông báo này nọ, nhận thư từ hay chuyển phát nhanh gì đó, mà cũng chẳng phải phục vụ ai. Theo quan điểm của cháu, thì công việc của cháu là ăn mặc đẹp, thể hiện được hình tượng của công ty ngay từ phút đầu. Vậy đi làm, cháu cũng ăn mặc như thế này à? Dạ không ạ, đi làm, sếp cháu có yêu cầu về trang phục, đúng vậy. Bình thường thì cháu thích mặc thoải mái một chút, phần lớn thời gian cô ấy vẫn là một người đẹp chuyên nghiệp. Bác à, bác không thấy phiền chứ? Bác không phiền, chỉ cần cháu không thấy lạnh là được. Có gió đấy, để anh che cho em. Bảo à, để gió vào người như vậy, con không lạnh sao? Không sao ạ. Để mẹ đi lấy cho con cái áo. Để anh bảo mẹ anh lấy cho em một cái luôn nhé. Em không mặc áo hôi xì của anh. Áo anh không hôi. Nếu thấy lạnh thật thì chẳng phải tắt đi là xong sao? Nóng quá, con không chịu nổi. Bật một chút đi. Thôi, tắt đi. Thực ra thì cũng không đến nỗi nóng quá. Ai thế nhỉ? Để mẹ ra mở cửa. Rốt cuộc là em muốn bật hay muốn tắt vậy? Anh không thấy mặt mẹ anh có vẻ khó chịu rồi sao? Thật là... Mẹ Nguyên bảo, tôi đây. Cô đấy à? Mẹ Nguyên bảo, chuyện gì vậy? Mẹ Nguyên bảo. Tôi không đặt điều đâu nhá. Chị phải để ý thằng Nguyên bảo nhà chị. Sao vậy? Đàn ông làm gì cũng phải có trách nhiệm.
Tôi trông thấy nó cặp kè một con bé lố lăng thiếu đứng đắn, đến quần cũng không mặc. Nó mà đứng núi này trông núi nọ, còn Tiên Tiên nhà tôi sẽ không để mắt đến nó nữa, cô Lý. Nguyên bảo, nó ở nhà. Vâng. Thế cái con bé lố lăng ấy đâu rồi? Cô Lý, chúng ta có thể... Cô về ngủ trưa đi được không? Ai thiếu đứng đắn? Ai không mặc quần vậy? Không, cô ấy nói đợt trước ở khu này, anh không mặc quần, sao lại em được? Cô ấy là ai? Sao vừa bước vào đã mắng chửi người khác? Cô Lý là đồng nghiệp cũ, cũng là hàng xóm lâu năm của nhà bác. Cô Lý không phải là người đặt điều đâu. Mẹ, sao tôi lại lố lăng? Cô nói rõ xem nào. Nếu không nói rõ được, cô phải xin lỗi tôi. Em lớn chừng này, bố mẹ em cũng chưa từng mắng mỏ. Sao cô ấy lại dám mắng chửi em? Cô Lý, cô Lý. Này cô gái, lố lăng là câu chửi hả? Tôi không chửi cô, mà đang dạy cô đạo lý làm người. Cô Lý, cô phải biết lễ nghĩa liêm sỉ, không nghiêm trọng thế đâu. Cô Lý, Hạ Băng là bạn gái của cháu. Để tôi giới thiệu với cô, đây là bạn gái của Nguyên Bảo. Bạn gái ư? Bạn gái ạ. Thế còn Tiên Tiên thì sao? Không có Tiên Tiên ạ. Tiên Tiên là ai? Đâu có. Tiên Tiên là ai? Mẹ Nguyên Bảo này, em nghe anh nói. Anh nói rõ xem nào. Chị nghe này, tôi mặc kệ cô ta là ai, nhưng chị tìm con dâu thì phải môn đăng hộ đối. Chị tùy tiện kết thông gia chả ra gì là chị xui xẻo đấy. Chị xem cái lối ăn mặc của cô ta là biết ngay bố mẹ cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà mắng tôi đã đành, nhưng bà lại dám mắng cả bố mẹ tôi. Bà có gan thì đừng đi. Tôi với bà một chọn một. Đây là chuyện xảy ra ở trong nhà chúng tôi sao? Bây giờ cô ta đã dám đánh người, sau này sẽ ăn thịt cả hai mẹ con chị đấy. Mẹ Nguyên Bảo ạ, à, cô tránh đi đã, cô tránh đi. Chuyện này chị phải làm rõ đấy, sao cô ta dám đánh tôi chứ? Bác ơi, cháu không cố ý ạ. Bảo này, dù thế nào, cô Lý cũng là người lớn, có lý do gì cũng không được đánh người. Mẹ, thực ra lúc nãy mẹ không thấy, mẹ nghe con nói cô ấy không... Anh xin lỗi mẹ, anh giúp em. Hạ Băng. Hạ Băng. Em đừng giận nhé. Hôm nay em đến là vì mấy tháng nay. Anh nghĩ mọi cách cầu xin em đến nhà gặp mặt mẹ anh đúng đúng. Không phải em đòi đến để diễn vai con dâu tương lai Thảo Hiền để mẹ anh thích. Anh biết, giờ gặp gỡ thành ra thế này rồi, anh cảm thấy hai chúng ta còn tiếp tục được nữa không? Cái gì mà tiếp tục với không tiếp tục? Chuyện có gì to tát đâu. Hôm nay anh cũng không ngờ là cô ấy lại xông vào đối xử với em như vậy. Tại anh sắp xếp không tốt, lần sau anh nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Còn lần sau nữa sao? Gì vậy? Em đừng dọa anh mà. Em sao vậy? Nghĩ đến việc còn có lần sau, em đã buồn nôn rồi. Thực ra lúc ở nhà anh, gặp mẹ anh và cái bà gì đó, cô Lý, em đã cảm thấy dạ dày khó chịu, em chưa ăn đấy thôi. Giờ nghĩ lại đúng là điềm báo, anh hiểu không? Không sao. Em khó chịu thật à? Em thực sự không cố tình đâu, em mau ngồi xuống đi. Mà lúc nãy em vẫn ăn quýt bình thường mà. Chắc do điều hòa lạnh, hay lên nhà uống cốc nước ấm đi, lại lên nữa. Có khi em với mẹ anh và cái bà gì nhỉ, cô Lý, em bị dị ứng với mùi hormone phụ nữ tiền mãn kinh của họ. Em thấy em và anh không hợp với nhau từ trong ra ngoài luôn. Sao vậy? Anh nghĩ kỹ lại xem. Nghĩ cái gì chứ, sao em lại buồn nôn? Lạ thật đấy, em đã ăn gì vậy? Tiên Tiên là ai? Nói cho em biết Tiên Tiên là ai. Anh với cô ta đâu có thân. Lúc anh còn trong bụng mẹ, hai bà cùng mang thai nên đã hứa hẹn là sẽ gả con cho nhau. Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu, đúng không? Anh được hứa hôn rồi mà còn tìm em, định mua vui chắc. Nghe lời mẹ anh đi, chịu khó nghe lời mẹ anh biết chưa? Đừng tìm em nữa, em đang bực đấy. Em mà cũng tin mấy trò đó sao?